Thì hiện bây giờ em đang có mặt tại cái ngã ba, hướng phía trước mặt là chúng ta đi về xã Tân Sơn, còn hướng này đi về sân chim Vàm Hồ của chú anh chị và các bạn đó. Thì bây giờ sân chim Vàm Hồ cũng thuộc về xã Tân Sơn, nhưng mà nó giáp ranh với lại Tân Mỹ của không biết Tân Mỹ, xã Tân Mỹ của huyện Ba Chi hay là Bà Dụng Chôm gì quên mất rồi. Nhưng mà bây giờ em đang tiến về phía trước mặt chúng ta là cái đường lại sân chim Vàm Hồ ha, của huyện Ba Chi đó. Thì mong là quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem video, nếu mà cảm thấy thích cái chương trình của em thì hãy đừng quên ấn vào một đăng ký kênh phía dưới để chúng ta có thể theo dõi những cái video tiếp theo từ cái kênh của em nha. Đó, cái kênh của em là một trong những cái kênh quay phim ghi hình đăng bán bò dùm cho tất cả mọi người, những anh những chị thương lái hoặc là những cô những chú những bạn bè đang nuôi bò, những người nông dân đang nuôi bò, ai có nhu cầu muốn bán bò thì cứ liên hệ với Út Ba Chi chứ không phải là Út Bò. Thì mong là quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta theo dõi tiếp cái chương trình của em nha. Nói chung là đi làm cái gì cũng có người thương người ghét, làm cái gì cũng có người ủng hộ người thì xem thường. Để nói với cô chú anh chị và các bạn, em sẽ không bao giờ mà mở miệng ra để nói nặng hay là để chửi bới lại ai ở trên cái chương trình của em hết. Đây, tận những người đang xem cái chương trình của em là những người đang ủng hộ em đó cô chú chị và các bạn. Em rất là quý cái tình cảm của mọi người, cho dù mọi người ghét em cũng vẫn cảm ơn mọi người. Đó là những cái tình cảm mà mọi người đang xem để ủng hộ em. Ai nói thì em cứ xem giống như là đó là một cái lời động viên, một cái lời góp ý để em hoàn thiện hơn trong cái lĩnh vực này. Và bây giờ em không nói dài dòng nữa, thì trước mắt chúng ta mọi người cũng thấy đây là những cái đám cỏ ha, đây là những cái đám cỏ mà bà con nông dân chặt trồng để chúng ta nuôi bò đó. Mọi người thấy không, rất là ok đúng không, cỏ hai bên đường toàn là cỏ không. Thì bây giờ em đang trước mặt nè, có cái cầu đó chính là cái đường để em rẽ vào nhà của một cái anh khách. Nói chung là anh khách này cũng là một cái vị khách quen thuộc thôi. Và bây giờ chúng ta vô coi anh bán hôm nay anh bán bò gì và giá cả như thế nào nha cô chú anh chị và các bạn. Rồi, trở lại với cái cảnh cũ. Cách đây khoảng 8 tháng không ta? Chắc cỡ đó. Sắp bắt đầu mùa mưa rồi hả chị? Hôm nay thấy cái sân này nó cao ráo đẹp quá nè. Mới đổ đất hả chị? Rồi thì bây giờ em tiếp tục trở lại với cái chuồng bò của anh này để ghi hình đang bán bò giùm cho anh. Khoảng 8 tháng trước em có đây em bán giùm cho anh một con bò. Bò đực 3B, cực kỳ là đẹp với con cái 3B. Thì bây giờ nói chung là tiếp tục lại đến đây. Ồ, có một cặp đực Gatman cưng dữ ta. Con cặp đực Gatman này cưng quá. Cái này bò 3B này nó tình trạng nó sao vậy bác? Sắp đẻ hả? Con này tơ luôn hả bác? Để hai con. Ù sao nó nhìn bóng dữ ta. 3B tưởng bò tơ không. Sừng không có ngấn luôn chứ. Con nào bác? Con nào? Con cái này hả? Cái này cái kem. Con đâu phải cái siêu. Với con nào bác? Con vô tham khảo cái nha. Con cái này nó tình trạng nó sao đây bác? Nó lên giống gì chưa? Chưa lên giống luôn. Dạ. Bác mà bác đang không có tiền. Ruộng thì là đất mẫu không à. Mọi người đợi em chút xíu, em nghe điện thoại khách hàng đó. Đó, được 3B đang nằm trước mặt kìa. Con mẹ nó là con bò mảnh hả bác? Bò xin mảnh hả? Dạ em nghe hả? Chị Nốc, anh có mẹ nhau hả? Em đang đây nè, em định kêu anh vô coi thương lượng giá cả coi sao nè. Rồi bước vô đi. Bước vô cái đi ra. Vô không được hả? Mẹ bà nó được thì anh quay. Rồi rồi ok anh.
Rồi à, bác định bán con bò 3B đợt này nhiêu tiền đây? Dạ. Rồi bác cứ nói đi, thì được thì con về con up lên, không được thì thương lượng giá tiếp chứ đâu có gì đâu. Hôm 6.500 không nổi bác ơi. Bò này nó không có lực lắm. Con này hả? Để con dòm lại lại giò cắn của nó coi. Để coi ok không? Hai con của chị nó đó. Chị nó giữa thấy giò cắn thích con không? Không, con này nó bị ổ áp xe chân rồi bác ơi. Đúng rồi. Con này ổ áp xe chân thì nó rớt giá. Cái đầu gối của nó bị ổ áp xe bác biết không? Cái đầu gối mé bên chân phò bên chân bên tay chân phải nè là nó bị ổ áp xe. Dạ đúng rồi. Bò này đúng ra thì nó lực, nó có lực nhưng mà có điều nó không có pin lắm. Bình thường mà. bác rờ vô bác mới biết. Dạ đúng rồi, nó bị thường thường á, mình ở đây thì người ta kêu là bú nhớt. Còn tụi con kêu nó là ổ áp xe. Nó thì cu giái hoàn thiện. Có chân này nó hơi ổn, áp xe nhỏ, nói chung là không có đáng ngại, nó ít thôi à. Nó nhìn thì nó bình thường nhưng mà mình rờ vô mình mới biết. Dạ đúng rồi, mà cái này thì không có bự nên bác không biết. Nhưng mà con rào vô thì con mới biết được. Ai chạm vô mới biết được, bò này rất là đẹp nha. Bò này đúng lý ra thì nếu như mà nó không có cỏ ốp xe thì mình bán tầm khoảng 26-26,5 cũng có thể. Nhưng mà nó bị on ốp xe rồi nên con bò này con định giá rồi bác nhắm bán được thì mình bán, còn không được thì của bác còn của bác ha. Bò này con đang lên sóng bán tầm khoảng 24,5. Tại vì bác biết nó cái ổ áp xe của bò, con giò của con bò mà mấy anh thương lái vô mấy anh đè giá, mấy anh bắt chứ mấy anh cũng không dám bắt tại vì bò nó không hoàn thiện. Thì con nói là con để ghi hình, con ghi hình bán giùm cho bác thôi, còn bác đồng ý bán thì con up video lên, còn hai bác không đồng ý thì thôi, chứ con không phải là con vô con trả giá để con mua. Còn bò cái này bác tính bán làm sao đây? Bò này thì đẹp bò đó, cao ráo đẹp lắm. Con này có giá nè, 28,000 ok, đẹp. Bò này 28,000 được quá. Mà bây giờ bán cái 26 đó. Không nổi bác ơi. Đâu mà rẻ dữ luôn. Tại vì cái ổ áp xe giờ bây giờ bác kêu mấy anh lái vô mấy anh tả thằng bèo hơn con quay phim. Mấy người ấy ta đâu có để ý tới đâu, chừng nào nó lòi ra ngoài, còn cái này nhìn sơ cũng có biết đâu. Nhưng mà con thì giờ chúng nó chưa biết chứ con từ lâu nay. Dạ đúng rồi. Con nói bác mới biết chứ bác đâu có để ý. Thì con này thì nhắm là 28,000 có thể nè. Tại vì con bò này tơ đầu chuội. Đúng chiều rồi. Cao dao động tầm khoảng từ 1m33-34. Bò này lớn tàn nha cô chú anh chị và các bạn. Đó thì nếu đúng ra con bò đó mà nó không có ổ xe thì 26,500 là có thể. Còn mà nó bây giờ nó ổ ốp xe rồi, người ta mua về mất 500 thì 26. Nói như mình là quá dễ rồi. Thì bác nhắm bác bán được thì con quay phim còn không được thôi, chứ con đâu có phải vô con mua đâu, trả giá bác làm gì. Con nhắm cái giá mà được cho người mua, được cho người bán à. Bò đó đúng ra là nó đẹp bò, mà con cái nó rớt cái ổ áp xe nên giá trị nó thấp xuống. Tại bác không biết. Dạ, yeah, bộ cái kem này đẹp lắm chú anh chị của các bạn. Bò này lớn con, tàn tốt, sái nghiêm chỉnh, đầu trụi luôn. Bò này tơ mới, nó 13 tháng không bác? 13 tháng. Bò này 13 tháng mà. Bò này 13 tháng mà con 6, em nó 6 tháng rồi. Tính ra nó, mẹ nó đẻ sai dữ á. Đây cô chú anh chị của bạn thấy không? Con giữa đó, con giữa là 20 tháng vô nọc rồi đó. Dạ. Yeah. Rồi con kế, rồi con kế. Tương rất là đẹp. Chú ơi, chú nói là được 24,500 có ổ xe hay gì? 24,500 quay.
Bò rất là đẹp nha. Bộ cái kèm này 28 triệu chú anh chị các bạn. Rúng yếm tàn tốt nha. Con này rúng chiền luôn á. Rất là đẹp nha. Tàn tốt lắm. Chân cẳng thẳng băng, móng sò rất là đẹp, xương to luôn. Cái tơ, kem tơ đầu chuỗi luôn ha, rất là đẹp nha. Sái nghiêm chỉnh, để coi sái ra. Chất cú nghiêm chỉnh nè. Để khoan lại coi kỹ lại cái. Dọ. Nó gần 1m4 bò. Con chị bản là 1m4 là chắc thủ. Sáng. Con bò chị dàn dò hết biết không? 20 tháng rồi, lỡ quay lên ta chịu bò chị không chịu bò em thôi. Rồi giờ bác có quyết định bán không nè, con biết. Con này thì chiều cao nó dao động tầm khoảng 1m35-1m37 nha. Tờ 28 triệu thôi cô chú anh chị các bạn. Rất là đẹp, đầu chuỗi. Tướng rộng rãnh, qua bự. Khỏi chê chỗ nào luôn. Rất là đẹp nha. Bây giờ thì con nói với bác như vậy. Còn bác muốn bán thì bán, còn không bán thì thôi, chứ con không ép. Tại vì con vô con quay phim chứ không phải là con vô con mua. Nên cái giá trị của con bò đó thì con bấm vậy là nó thuận mua vừa bán á. Bác thì bác xét lại đi hả, được thì trả lời con liền nè, con báo giá lên với bà con luôn. Để em lấy thước ra đo thử một cái này. Em đang có mặt tại xã Tân Mỹ của huyện Ba Chi. Tân Sơn giáp ranh với Tân Mỹ. Qua khỏi cái bờ kinh đó là Tân Mỹ phải không bác? Bờ kinh Đà Nẵng á. Dạ. Tân Sơn ngoài Tân Mỹ. Dạ. Và thì bây giờ em lấy thước ra đo thử cho bà con cô bác ta nhắm xem em. Bò này em đoán khoảng 1m37. 35 37 chắc cú. Không khoảng 1m35 của chính triệu các bạn. Tờ chưa lên giống. 13 tháng mà chiều cao 1m35 rồi. Rồi thì bây giờ đợi chút xíu thương lượng với cô dị giá con bò đực cái. Rồi thì sau một hồi lâu em thương lượng giá thì bây giờ cô chủ nhà cũng quyết định bán con bò đực này. Con bò đực này em nói chung là con bò này cái tàn đẹp tốt dữ lắm. Đây là hai anh chị của nó nè. Con này anh chị nè. Anh chị lớn, chị cả nè, anh chị kế nè. Ha. Chị kế là 13 tháng, còn chị cả 20 tháng gieo tinh rồi được tháng mấy rồi. Đó, còn con này con đực nè. Con này khoảng 1m2 bò. Đẹp lắm cô chú anh chị và các bạn. Đực lở luôn nha. Con này nó bự con, tốt tàn. Đẹp lắm, khỏi chê luôn. Mà con cái nó hơi ổ áp xe này cũng không có đáng ngại đâu, nó cũng nhỏ. Dạ. Chân cẳng nè, rất là đẹp nha. Bò này bây giờ cô chốt giá là 24.500. Rất là đẹp. 3B lực đẹp. Xe đằng kia coi. Xe lại đằng kia chơi coi. Chỗ con hết biết. Rất là đẹp luôn. Đực 3B. Con này giá 24.500 của chú anh chị các bạn. Chập bá luôn. Dạ. Đây. Đúng không? Đẹp đúng không? Rồi thì cô chú anh chị và các bạn ai có nhu cầu muốn mua thì hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi ngay cho em để chúng ta có thể sở hữu những cái con bò này. Cô chú anh chị và các bạn thấy không? Rất là đẹp chứ không phải là đẹp. Bò nái này nó đẻ con ra tốt thấy ghê luôn. Bò mẹ đó nó đẻ con tốt dữ lắm tốt. Coi vàng xương của con bò đực 3B. Thấy không? Đực 3B mà kiếm vàng xương này hơi bị khó luôn. Rồi thì bây giờ em xin kết thúc cái chương trình đây. Và hẹn lại quý cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Con bò này bán với giá là 24.500 nha. Bây giờ em xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video kế tiếp. Kính chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn.